Nên nhóm bà cả nà xóm sẽ đầy ảnh nhạt ông bí xâm nạ bà thê ra nụ thê ra cực bà ông đa chê xong khai rạch nạ chê tì bưng chê tì rô lưng. Nên xóm sẽ đầy ảnh nhạt ông bí xâm nạ bột bò sẵn cực rụp đau sẽ đầy rộp ăn. Nóng thay ní, nên nhóm bà cả nà nâng xâm đầy nơi bà thô krom bà thiên bọt thá mông cúl xám sập bàm bây bà cả. Một nâng xâm đầy nên nhóm bà cả nà xóm nạ mạ sạ ká châm bò bà rạch nạ trái đôi tò tư. Nạ mặt thô rạch nạ tư dê xạ. Nẹ mô ri kê ria nạ mát sơ ca, mê nây niêng khi nhóm prakà rà nà. Rát tà nà tà dìa sạ châm bố prà chôm bây nây prà rát tà nà, cư prà bốt thà rát tà nà, prà thò mai rát tà nà, prà sông khà rát tà nà, át thú chôn miên đòi prakà tàng buồn. Đàm bây, chìa bạch chay, chùi ô bà thòm, xâm rạp bốt bò lạ sàn. Khnông ca bạ rì bạt nơ prà thò khnông chì bệt prà chôm thà mạng. Ngày đâm bây sẽ đầy sọc sẽ đầy châm ra ấn. Nhiên khi nhóm nâng bắn tò bọ sài nơ kia tha ti bàm bì khăn nông mông cù lơ sôn. Kia rà vô chạ nị viê tó chạ san tật thị chạ kà tà nhụ tà. Kà lê nẹ thăm mẹ sạ vần nàng ê tăng mình kà lạ mọt tà măng. Kia rà vô chạ kệ đề giá cổ rộng bộ cố cổ rộng mùi. Nị viê tố chạ kệ đề giá bắn tiếp nơi khu luân mùi. Săn tật thị chạ kệ đề giá trách o nơi rộng bọ đàn biên mùi. Cả tàn nhụ tà phiêu vẹ chia bộ cố đăng nơi ô bộ ca rạ. Đài nẹ đỏ tây thơ hơi đỏ luôn mùi. Ca lê nẹ thơ mẹ sao vần năng. Kệ rì giá đâm nơ thô tam ca mùi. Tiếng pram ní cư chia mên cô đỏ ụt đòm. Kia rô vẹ. Cô rôm nơ bục cô cua cô rôm. Phía xa khám ai có tay tại dùng mọc bà đại bị tha miên kia rẻ châm bố nẹ miên côn chá bật thị trà chị đàm. Châm bố khmênh khmênh sát xa nụ xa nợ bê tư xà là thlọp lư hơi cừu gò bóng riêng aoi sạp ở bục mặt đai sạp chá tùm đôi cổ rộng. Nâng cư cổ rộng đôi bục côn đề cua cổ rộng. Ủ tế hò môn nâng tư xà là riêng có lực đầy xâm bè chùm riêng lìa ở bục mặt đài thạc côn tư xà là hời. Trò lọc mọc vinh có ôi đầm nâng đòl lục ở bục nẹ mặt đài. Rư có chá chá đơn nâu tế thà côn trò lọc mọc bì xế xà hời. Bì bro ca cổ rộng đòl bục cô chá tùm ở bục mặt đài nâng nông tế pram chùm riêng lìa nâng còn. Bây giờ đại dương từ xà là rư chanh cá. Hơi trò lọc mộc vinh có ôi quạt đấng. Nơi bây giờ đại dương miên phơi á xôn nơi kháng cáo. Quạt nâng đăng thà côn rộp bọc quạt nơi khổng tiết rư nâng hàng cáo. Nâng cứ chia bồ rộng miên khổng ca chùm riêng quạt thà dương chanh tư tì nà. Hơi ca nơi xệ xa xà là riêng. Miên mệt phẹ khla á dụ bong có hào tan xòm cua bong bọc bong sầy. Nẹ kru hơi bộ nẹ khla có miền vây chìa ôm mình có hào bẹp nâng. Phía xa nâng cứ chiếp xa cổ rộp trong bộ. Bộ cổ đài miền vây chà chinh dương. Trong bộ bột bò sàn đài chìa nẹ thơ ca miền vây chà. Mình khoa tê nẹ đài cua cổ rộm. Nẹ đài dụ chà chinh dương nẹ đài miền dô xạ khô chênh dương ca hào nâng xong khăn na. Ca hào tha lục kru nẹ kru tổ bây chìa kê mần mên chìa kru gọt đói có kê miên thả nạ khô chênh dương khăn ông cạch ca nghi khăn ông krom hôn. Chìa prật thị trai nơi khăn ông phùm chìa nẹ bắt đầu ảo vạt chìa nẹ cực krom nơi khăn ông phùm chìa đàm bì bro đầm bây xích đầy sốc nơi khăn ông đồng bòn đầy dương ruột nơ. Hời ca bà sai tệ tôn khả nịa đòi cổ rộp nì thơ ao dương miên sạch đầy sọc nâng miên ca cầm trô ca bìa bì
បុគ្គលដែលមានវ័យចាស់ឬក៏មានយសៈធំជាងខ្លួនចំពោះការងារក៏យើងអាចធ្វើការងារប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងការសិក្សាក៏បុគ្គលដែលមានវ័យចាស់ជាងក៏គេនឹងចង្អុលបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងខ្វះខាតពីព្រោះมันមានអ្នកណាចេះទាំងអស់ទេដោយសារតែយើងបរិបូរដោយការគោរពមានគៀវរៈចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យធ្វើឲ្យការសិក្សាក្តីការងារក្តីវារីចម្រើនទៅមុខ នឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមក្នុងការប្រស័យក្នុងការបដិបត្តិក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយទៀតនិវាតោចៈកិរិយាបន្ទាបនៅខ្លួនមិនថាយើងរៀនចំបានសញ្ញាបានអនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតឬក៏មានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាទេ ធម្មតាការបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងបរិវេណជុំវិញដែលយើងរស់នៅនិងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបុគ្គលដែលទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនមែនជាបុគ្គលដែលនៅម្នាក់ឯងទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងជាអ្នករកស៊ីលក់ស្រូវឬលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយធំៗកិច្ចការរបស់យើងគឺត្រូវការមនុស្សជួយមនុស្សដែល ជាកម្មករជួយលើកត្បិតយើងជាអ្នកមានដើមទុនអាចរកស៊ីបានប៉ុន្តែយើងត្រូវការកម្មករការប្រស័យវាចានិយាយដោយសុភាពជាមួយកម្មករធ្វើឲ្យកម្មករទាំងឡាយមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះយើងនិងមានសាមគ្គីភាពចង់ឲ្យមុខរបររបស់យើងរីកចម្រើនមិនមានការកុហករឺបោកប្រាស់លួចបន្លំយើងទេដោយសារតែការនិយាយដោយទន់ភ្លន់ការបន្ទាបខ្លួន ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នានៅពេលខ្លះនៅពេលដែលសាសានុសិស្សបានរៀនចំបានដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយសូមកុំភ្លេចថាគ្រូដែលបានបង្រៀនកខគ្រូបឋមនៅថ្នាក់បឋមទាំងឡាយជាបុគ្គលមានគុណនៅពេលដែលជួបគាត់ទោះបីជាយើងជាអ្នក រៀនចំខ្វង់ខ្វល់ក៏ដោយត្រូវបន្ទាបខ្លួនប្រស័យតាក់ទងនឹងគាត់ពីព្រោះគាត់គឺជាបុគ្គលដំបូងដែលជាអ្នកបង្រៀននៅអសរទាំងឡាយនៅគណិតវិទ្យាដំបូងទាំងឡាយមេរៀនទាំងឡាយក្នុងជីវិតការបង្ហាញអំពីការគោរពការប្រស័យតាក់ទងរបៀបនិយាយសូម្បីតែរបៀបទទួលទានអាហារក៏គ្រូ នៅថ្នាក់ដំបូងថ្នាក់ថ្នាក់បឋមឬថ្នាក់មត្តេយ្យនឹងជាអ្នកបង្រៀនដែរកិច្ចការទាំងនោះមេរៀនទាំងនោះមើលទៅមិនសំខាន់ប៉ុន្តែជីវិតយើងប្រសិនបើមិនដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងទេមិនអាចរីកចម្រើនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់នោះឡើយដូច្នេះទោះបីជាយើងជាអ្នកបរិបូរដោយសម្បត្តិបរិបូរដោយបញ្ញាក៏ត្រូវបដិបត្តិជានិច្ចនៅការបន្ទាបខ្លួន ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរឹងរឹតតែរីកចម្រើនរឹងរឹតតែជោគជ័យដោយសារតែបុគ្គលដែលខ្វះខ្សត់ដោយសម្បត្តិដែលនៅក្រោមឱវាទរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងជួយឧបត្ថម្ភយើងជារៀងរាល់ពេលទោះបីជាខាងមុខឬខាងក្រោយក៏ដោយក៏ពុំមានការកុហកបោកប្រាស់នឹងគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមចំពោះពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការប្រស័យតាក់ទង ក្នុងសាលាក្តីក្នុងកិច្ចការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្តីភាពបន្ទាបខ្លួននឹងមិនមានមានអ្នកនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខបុគ្គលទាំងឡាយនឹងចង់ជួយយើងជួយដោយភាពកក់ក្តៅទោះបីជាយើងមិនហៅឲ្យជួយក៏ដោយមួយទៀតចេះត្រេកអរនឹងរបស់ដែលខ្លួនមាន ធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនអាចបរិបូរគ្រប់កាលមិនអាចបរិបូរនៅសម្ភារៈទាំងឡាយគ្រប់ពេលវេលាបានទេឧទាហរណ៍ត្បិតយើងជាអ្នកគ្រួសារអ្នកមានពេលខ្លះនៅពេលដែលមានសម្បត្តិក្រៃលែងក៏ភ្លេចនៅគុណរបស់ភរិយានៅនឹងផ្ទះគ្រួសារនៅនឹងផ្ទះមិនត្រេកអរចំពោះភរិយាខ្លួនបែរជាគិត ទៅរកនៅស្ត្រីដទៃចំពោះបុគ្គលដែលខ្វះខាតក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនអាចបរិបូរគ្រប់កាលមិនអាចបរិបូរនៅសម្ភារៈទាំងឡាយគ្រប់ពេលវេលាបានទេឧទាហរណ៍ត្បិតយើងជាអ្នកគ្រួសារអ្នកមានពេលខ្លះនៅពេលដែលមានសម្បត្តិក្រៃលែងក៏ភ្លេចនៅគុណរបស់ភរិយានៅនឹងផ្ទះគ្រួសារនៅនឹងផ្ទះមិនត្រេកអរចំពោះភរិយាខ្លួនបែរជាគិត
không phép chia sẻ thọ mà đà mân tha chia cua xa tập hết nhà miền đây nhà cò đây nơi bề đây không vây sẽ xa tan từ miền ca khoa khan bị pro từ từ sẽ xa đời khuôn ai nơi ngay bị tia ca che cột con ca che trời on nâng vây để khuôn miền chi riêng sầm khăn na từ bị cha na tha mình miền nhà na miền sa mạc phía bờ đại phố mà hộp ngành đòi sạch riêng rồi thằng ngày tê át mà anh nó không vây sẽ xa bờ đại phố à ha đà chia bản lai che sân xăm thần chay trade on nâng ở vây để khuôn miền bờ đại phố à ha đà miền ao chia rồi mình men bị pro tè ro tè mày giang à ha na đà anh ao prật sau đó, ca sẽ xa để ai rõ nợ bàn có trách o nâng à hà nô tốt bây chìa vì mình bỏ nật bà nà gọt đào nâng cứ chế cực cron ca đè nì dì thà chế cực cron chế trách o nơ ở vầy đè khuôn miến mình mên miên nây thà mình oi prang prang nô tì ụ tì hò dương phía dìm khlang nà prang prang pra lòng prang prang sẽ xa trong ban chia sách nam tụ lệnh mùi tụ tiếng bà tế nợ bê đại dương băng băng ở xa mặt đập hiệp hờ dược ban trâm lệnh bì rư lệnh bầy có chết trách o nâng ở vầy đại dương ban mình miên ca sọc xa đại dương mình ban lệnh mùi tụ tiếng bà tế ca đại chết trách o nâng rục bò đại khuôn ban cứ trâu bà xa mặt đập hiệp vì đại dạ bàn nhà ôi ốc bì xa mặt đập hiệp hai trade o nơi là tập hòn nô mình cần tụ cần tình mình miên ca style cầu chấm po ca rốt si có đôi khi nhiệt đài dương thọ mà đài dương rốt si bật na trong ban chấm nành còn tại pe kha co chấm nành đài dương bật na nâng vi ban tiệp vi mình men kha tê còn tại chấm nành mình ban đôi đèo vây cầm non có che trade o che crom tha rương tương lai vi mình ai ban ri chấm mình ai ban xong rạch đôi ở vầy đẹp bạc thân nụ tì chia dìa mình thêm tiên bà hai chì dương miên ca khoa khát trong na hơi ban chia mình ban xong rạch đôi tài côn đạo ban bạc thân ca chết trách o nơ ở vầy đại dương miên ca chết cụm còn ní thơ ở dương rì rì châm bộ là tập hòl không ca sẽ xa cơ đầy không mô cổ bò cơ đầy rì rì châm mùi nâng cửa xa phẹt rìa đẹp luôn miên chia mừng cô đã ổn đoàn chấm bộ bột bò sát không ca bà rệt bàn. Mùi tiên, phía vẹ đăng nơi ốc bà ca rạ. Đại là bộ cô đã tới thơ hỏi đòi khuôn. Cả đăng côn nẹ đòi tới này. Cứ chỉ thua đã sọc bò, tên xa xa chỉ thua đã sọc bò tên bà rệt bàn. Bị bro, dương rô nơi không sẵn cổng miền ca chui khí tờ vinh tờ màu. Nơi bê đại dương miên tục, miên nẹ đọt tây mọc chùi dương. Nẹ nô, trời chỉ nhiệt cực đầy, mình men chỉ nhiệt cực đầy, côn rộ bọt nẹ đọt tây, trời ta chăm nọc nông chân. Hai bà sân ba mình ban, mình ai xong nơi côn nâng bàn, có trời trong chăm tha, bọc côn lý, thlọp ban chùi ở thma anh, nơi bê đại thma anh miên tục. Mình trời bọc lịch côn nẹ đọt tây tê. Cả đại dương mình bấm play côn nẹt đặt tay vì chui ốp thom đòn nẹt đặt tay chest nâng sờ lạnh rob an hai nâng dương ai ban chấm nuôi ca chui tụm nốt bấm rồng này ca sẽ xa cái đây một cột bò sẽ xa một cột bò ruột xì cái đây mình bị pro không ca ruột xì dương mình ai nâng tha oi vì ban chụp chơi tam tài dương cùng rồng tam tài dương phơi nắng tề nập bể đại miên bảy hà miên nẹt đại dương score ban chui over thom phai phơi chật đầy ca đốt sai bảy hà chia thải với ca đầy đầm bay ở một cột bò ở dương mình oi đua rồ lồng nập bể đại dương ai rộng xì bắn to từ rồ hốt đọc lại chín nẹt miên chieng bọc cô đại chui over thom dương nập bể đại dương tuần sỏi trời đăng côn nơi bộ côn nô hai
chia yếm song nơi côn, bà sân bà dương mình ai song côn nâng bàn tế có chăm tha bà côn nô thlọp chua dương, tay bà nâng có cực cồn đài. Hai mình khoa tê bà côn đã tăng chua dương trên nịch miền ốc bọc mà đài, chắc bật thầy cha, kru a cha chị đàm, đã tăng thầy chua dương nà bê đà dương mình đừng, nà bê đà dương miền tục, nà bê dương trời ca chùm nuôi bì bụa lộn. Trong khỏi mùi tiến sạp thô, tam ca cùa. កាលគួនៅពេលដែលចិត្តយើងពោពេញទៅដោយទុក្ខនៅពេលដែលចិត្តយើងប្រកបដោយអកុសលការស្ដាប់នៅធម៌ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រាកស្រានឡើងឧទាហរណ៍នៅបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជំងឺរាតត្បាតយើងសត្វទាំងឡាយដែល ជាបុត្រជនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដោយខ្លួនឯងមានការភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់ញាតិសន្តានបុគ្គលដែលខ្លួនជាទីស្រឡាញ់មេត្តាក្តីបុត្រធីតាក្តីប៉ុន្តែរឿងហេតុនេះមិនមែនកើតតែចំពោះយើងទេយើងមើលព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទោះបីជាប្រទេសអ្នកមានក្តីប្រទេសអ្នកក្រក្តីមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ដោយសារជំងឺរាតត្បាត បច្ចុប្បន្ននេះចិត្តរបស់យើងដោយសារឃើញដូច្នោះក៏កន្ទក់កន្ទែងភ័យខ្លាចពីព្រោះសត្វទាំងឡាយភ័យខ្លាចចំពោះមរណៈហើយយើងក៏ពុំមានអាវុធអ្វីនឹងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងយមរាជបានឡើយដូច្នេះហើយការស្ដាប់នៅធម៌នៅពេលដែលចិត្តសោកសង្រេងការស្ដាប់នៅធម៌នៅពេលដែលចិត្ត ក្រវល់ក្រវាយឃើញថាមិនថាអ្នកណាទេសេចក្តីស្លាប់មានប្រកបជានិច្ចដូច្នេះហើយខណៈរស់នៅពេលនេះចូលរស់នៅដោយស្ងប់ជាមួយនឹងធម៌បដិបត្តិនៅកិច្ចទាំងឡាយដែលគួរធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃហើយព្យាយាមបំពេញនៅកុសលពីព្រោះនៅពេលដែលជីវិតរស់នៅរឹតតែមានអន្តរាយកុសលធម៌គឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងជីវិត សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងក្នុងដំណើរទៅសង្សារវ័នជាទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំប្រកាសអាណាសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកត្រេកអរក្នុងធម៌សូមឲ្យជាអ្នកមានសេចក្តីសុខរួចចាកនៅផុតទុក្ខទាំងឡាយសូមអនុមោទនា